Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình siêng năng tu bát nhã, làm cho họ được an vui thù thắng hoàn toàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người các hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa rồi. Lại thấy hữu tình luân chuyển trong các đường chịu khổ sanh tử chưa được giải thoát, Bồ Tát vì muốn giúp cho họ giải thoát khổ sanh tử, nên trước dùng các thứ của cải, sau đó bằng phương tiện thiện xảo, dùng các pháp vô lậu xuất thế mà giáo hóa họ. Các hữu tình kia đã được của cải, không bị thiếu thốn, thân tâm mạnh mẽ, có thể an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, có thể an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có thể an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, có thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, có thể tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có thể tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có thể tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, có thể tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, có thể tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, có thể tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có thể tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Các hữu tình kia do được pháp vô lậu nhiếp thọ nên giải thoát sanh tử, được vui niết bàn. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình hành các thắng pháp vô lậu, cũng khuyên người khác hành các thắng pháp vô lậu, thường chân chánh khen ngợi hành các thắng pháp vô lậu, vui mừng khen ngợi người hành các thắng pháp vô lậu. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, đem pháp vô lậu nhiếp thọ hữu tình, làm cho thoát khổ sanh tử, được vui niết bàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thì các hữu tình không nơi nương tựa chịu nhiều khổ não, thiếu thốn tài vật, thiếu thốn của cải, sanh lòng thương xót an ủi họ, ta có thể vì các ngươi làm chỗ nương tựa cho các ngươi được giải thoát các việc khổ não, các ngươi cần y phục, thực phẩm và các tài vật khác đều tùy ý xin, ta sẽ cung cấp tùy theo sở thích để các ngươi được lợi ích an vui lâu dài. Khi các ngươi nhận vật của ta bố thí, xem như lấy của mình, chớ tưởng của người khác. Vì sao? Vì ta ở trong thời gian dài chứa nhóm tài vật, cũng vì muốn cho các ngươi được lợi ích. Ngày nay các ngươi đem tâm vô ngại đối với tài vật này tùy ý nhận lấy. Lấy rồi, trước nên tùy ý mình thọ dụng tu các thiện nghiệp, sau đem vật này thí cho các hữu tình, cũng làm cho họ tu theo điều thiện. Nghĩa là làm cho họ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, cũng độ họ an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng độ an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng độ an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng độ tu hành 37 pháp phần bồ đà, cũng độ tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng độ tu hành 3 pháp môn giải thoát, cũng độ tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng độ tu hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng độ tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng độ tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng độ tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng độ tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng độ tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng độ tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng độ tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng độ tu hành vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát này giáo hóa các hữu tình như vậy rồi, tùy theo sở thích của họ, dạy họ tu tập các pháp vô lậu, trụ quả dự lưu hoặc quả nhất lai cho đến, hoặc trụ quả độc giác bồ đề, hoặc trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, giúp họ giải thoát được ác sanh tử, tùy duyên hóa độ, làm cho chứng được niết bàn của tam thừa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật đa và các đạo đại bồ đề khác của Bồ Tát, dùng phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình? Phật dạy:
Này thiện hiện, có đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo thấy các hữu tình bị thiếu thốn tài vật, phiền não dẫy đầy, không tu thiện được, Bồ Tát thương xót bảo: Nếu các ngươi vì sự thiếu thốn tài vật của cải không tu thiện được, thì ta sẽ cung cấp tài vật cho các ngươi không nên sanh ác nghiệp phiền não, nên chân chánh tu học các thiện pháp bố thí vân vân. Đại Bồ Tát này an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, đúng pháp giáo hóa các loài hữu tình. Nếu có người tham lam thì dạy tu bố thí, đối với thân mạng tài vật không luyến tiếc. Người phá giới dạy tu tịnh giới, nên chân chánh thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, an trụ luật nghi giới, không phá, không hủy, không uế, không tạp, cũng không chấp thủ. Người sân giận dạy tu an nhẫn, dù bị hủy nhục gia hại, tâm không biến đổi. Người biếng nhác dạy tu tinh tấn, tu các thiện pháp như chữa lửa cháy đầu. Người tán loạn dạy tu tịnh lự, tâm thường vắng lặng, lìa các loạn động. Người ngu si dạy tu diệu tuệ, người chấp trước dạy quán pháp không. Đối với các công đức khác, người nào còn thiếu sót dạy họ siêng năng tinh tấn tu bổi những công đức ấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, dùng phương tiện thiện xảo, độ họ giải thoát các đường ác khổ, hoặc giúp họ chứng đắc niết bàn của tam thừa. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát nào tu hành bốn Ba La Mật Đa khác và các đạo đại Bồ Đề khác của Bồ Tát, tất cả đều dùng phương tiện thiện xảo và đem tất cả thiện pháp thành thục hữu tình, hoặc độ họ giải thoát các đường ác khổ, hoặc giúp họ chứng đắc niết bàn của tam thừa, mỗi mỗi nói rộng như pháp bố thí ở trước.